thường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lời hy Chúa con mơ ước ngày đêm. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Con chẳng trông mong gì lạy Chúa, con van xin mơ ước một điều, được chọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây, sướng vui ngập tràn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm. Nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Khi đời con tô điểm những bước chân gieo vắng tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi, ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn. Tâm tư con gieo vang ca mừng, từng bước đời tận hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lời ghi Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Thank you.
Thank you.
Đây là niềm vui và là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam nói chung và giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng. Tin vui này được loan báo trong lúc mọi người đang tưng bừng đón xuân mới Đất Mùi như một dấu hiệu tốt lành cho sự phát triển và sức sống mới trên quê hương và giáo hội Việt Nam. Đức Hồng Y là vị Hồng Y thứ sáu trong số con cháu dòng thần Lạc Hồng được vinh thăng tước vị cao quý này, được gọi là hoàng tử của giáo hội. Với việc vinh thăng Hồng Y cho Đức Tổng thống Hà Nội, Đức Thánh Cha đã tỏ cho thấy mối quan tâm và tình thương mục tử của Ngài đối với giáo hội Việt Nam, một giáo hội được sinh ra và lớn lên trong máu các thánh tử đạt, một giáo hội mặc dù trải qua nhiều đau khổ mà vẫn kiên trung với Chúa, gắn bó với đấng kế vị Thánh Phêrô, và hôm nay đang từng bước nỗ lực làm cho niềm vui của tin mừng thấm được nền văn hóa và quê hương Việt Nam. Qua việc tổ nhiệm này, Đức Thánh Cha muốn ghi nhận lòng nhiệt thành công độ, lòng trung thành yêu mến giáo hội và tài năng đức độ của Đức Hồng Y. Những đức tính này được thể hiện trong suốt 20 năm ở cương vị giáo mục, trước hết là giáo mục giáo phận Đà Lạt và tiếp đó là giáo mục Hà Nội. Còn xin phép được đại diện cho các giáo mục, các linh mục, các tu sĩ và anh chị em dân tín hữu trong giáo đình dâng lời chúc mừng Đức Hồng Y. Chúng con là vị với Đức Hồng Y tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha đã hộ niệm Đức Hồng Y vì yêu thương giáo hội và dân tộc Việt Nam. Kính chúc Đức Hồng Y luôn dồi dào sức khỏe và ơn Thánh Chúa vì sứ vụ của Đức Hồng Y không chỉ giới hạn trong tổng giáo phận Hà Nội hay giáo hội Việt Nam, mà Đức Hồng Y còn cộng tác với Đức Thánh Cha trong việc điều hành giáo hội Vạn Vũ. Cảm kính Đức Hồng Y, người ta thường nói danh cao thì cánh nặng. Đức Hồng Y được vinh danh hoàng tử của giáo hội, nhưng là hoàng tử của một vị vua chỉ có tình. Màu áo đỏ là màu của chữ từ kiên trung và cũng là màu tự đại. Chúng con cầu nguyện nhiều cho Đức Hồng Y trong sứ vụ công đồ. Chúng con nguyện ước sẽ là những công sứ viên của Đức Hồng Y để cùng với Đức Hồng Y xây dựng giáo hội, loan báo tin mừng của Chúa, là tin vui cho những người nghèo khó, đau khổ và bị bỏ rơi bên lề xã hội, như lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong tước vị cho các vị tân Hồng Y tại Roma vừa qua. Một lần nữa chúng con chân thành chúc mừng Đức Hồng Y, xin Đức Hồng Y nhận nơi đây tâm tình quý mến của chúng con và xin Đức Hồng Y chúc lành cho chúng con. Thank you.
Tiếp đến con xin trân trọng giới thiệu đức cha Lorenzo Trung Văn Minh, phụ tá tổng giáo phận, sẽ thay mặt cho toàn thể tổng giáo phận có lời chúc mừng đức hồng y. Kính mời đức cha. Trọng kính đức tin hồng y Vero, hôm nay chúng con lên hoan chúc mừng đức tin hồng y theo Hồng Y là đức vị cao trọng, nhiệm vụ chủ yếu của Hồng Y là một giáo hoàng. Hồng Y là người cộng sự gần gũi nhất của giáo hoàng trong việc quản trị giáo hội toàn cầu. Hồng Y còn có tiếng nói ảnh hưởng lớn đối với giáo hội địa phương và trong trường mực nào đó đối với xã hội và quốc gia sở tại. Việc bổ nhiệm đức cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân tổng giám mục Hà Nội làm hồng y là một phần ân cho đất nước Việt Nam, đặc biệt cho giáo hội Việt Nam, vì là người Việt Nam thứ sáu được thôi lên chức vụ hồng y cao quý. Đối với tổng giám mục Hà Nội, đây là vị hồng y thứ tư nối tiếp truyền thống tốt đẹp của ba vị hồng y tiên khởi là đức hồng y Giuse Maria Trịnh Như Quê, đức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, đức hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, những vị lãnh đạo tôn giáo can đảm và khôn ngoan trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn duy trì được các sinh hoạt phục vụ trong giáo phận và củng cố đời sống đức tin của giáo dân. Để hiện nay tổng giáo phận Hà Nội có một linh mục đoàn có khả năng, trách nhiệm, tốt hành và đông đảo giáo dân nhiệt thành thực hành đức tin. Đức tân hồng y kế nhiệm sự nghiệp và trọng trách của các bậc tiền bối với tinh thần mến Chúa yêu người kiên vững của thánh Andre Dũng Lạc, vui tươi mà anh dũng dấn thân vào. Đây cũng là hồng ân cho chính bản thân đức hồng y, vì đức tân hồng y là người ôn hòa nhân từ đối thoại, đã từng giữ chức chủ tịch hội đồng giáo hội Việt Nam trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2007 đến năm 2013. Hy vọng trên cương vị mới, đức tân hồng y sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Việt Nam. Trong thư gửi các đức tân hồng y, đức giáo hoàng Francisco nói: nguyên từ hồng y là do từ Cardine, nghĩa là bản đề. Vì thế hồng y không phải là một huy chương danh dự, nhưng là một bản đề, một điểm tựa vào sự và sự chuyển vận thiết yếu đối với đời sống của cộng đoàn xã hội. Trong giáo hội, mọi chức vụ lãnh đạo đều xuất phát từ đức ái, phải được thực thi trong tình bác ái. Thánh Phaolô nói, đức bác ái không vui mừng vì điều bất công, nhưng vui mừng vì chân lý. Ai được kêu gọi thì thi hành công tác phục vụ là cai quản trong giáo hội, thì phải có một ý thức mạnh mẽ về công lý. Đức giáo hoàng Francisco ước mong lời thánh Phaolô đó hướng dẫn sứ vụ mới của đức hồng y. Nguyện xin đức mẹ Maria giúp đức hồng y luôn tiến bước trên con đường chân lý là chính đức Giêsu Kitô, dưới sự bảo trợ dịu dàng và yêu thương của đức mẹ Maria. Một lần nữa, toàn thể cộng đồng chúng con hân hoan chúc mừng đức tân hồng y Phaolô Nguyễn Văn Nhân tổng giám mục Hà Nội. Chúng con toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong tổng giáo phận Hà Nội dâng lên đức hồng y chén thánh quý giá, tượng trưng cho tấm lòng thương cảm của chúng con đối với đức hồng y. Để hàng ngày trong thánh lễ đức hồng y dâng lên Thiên Chúa hiến lễ
công lao của chúng con, cầu trở nên ơn phúc thiêng liêng cho chúng con. Nay cũng là dịp đầu xuân Tân Mùi, thay mặt linh mục đoàn, các tu sĩ nam nữ, các đại chúng sinh cùng toàn thể anh chị em giáo dân, chúng con dâng lên đức hồng y những lời chúc tụng tốt đẹp nhất, nguyện xin thiên hậu ban cho đức hồng y an bình hạnh phúc tràn đầy lòng ân. Xin đức mẹ Maria nữ vương và thánh cả Giuse phù hộ đức hồng y trong vòng tay quyền năng và tử ái của các ngài. Thank you.
giáo hội và vì đất nước. Đó là hai lời Ngài nói. Lúc khác thì tôi không thấy, thì đó là những lời mà anh em chúng tôi thường nói. Nhưng giờ phút đó làm cho tôi hiểu rằng không còn có cái gì khác đáng kể. Và đặc biệt con người của tôi không có cái gì đáng kể, vì không có cái gì là để cho tôi mà tôi được mời gọi để phục vụ mọi thắng và quê hương. Và lời đó nhờ ơn Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn và soi sáng cho tôi đến ngày hôm nay và hy vọng cho đến suốt cả cuộc đời. Tôi xin cảm ơn Ngài. Chúng ta thì xin Chúa thương thánh tẩy tâm hồn còn nhiều tội lỗi và
Thank you.
chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng Ban Phán mọi ơn lành, này chúng con nhìn dân hết những gì chúng con đang có và hay nhìn bản thân chúng con, tất cả đều ơn Chúa. Xin lạy chúng con ngày càng thấy rõ và xin làm cho chúng con tâm lực tâm tình yêu mến Chúa. Chúa con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trên cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.
là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Sinh đẻ nuôi dưỡng
thực, nếu nó chỉ cần biết nhận ra những điều đó mà thôi, thì cha mẹ đã hết sức là vui lòng và hết sức là hạnh phúc. Bài đồng hồ thì chính các vua cũng cho chúng ta thấy cái tâm tình tạ ơn đó ở trong cộng đoàn dân Chúa, dù rằng nó bây giờ còn là thời kỳ của cựu ước. Vua Salomon sau khi đã xây dựng được đền thờ Jerusalem và đã rước hòn bia thánh vào thì cảm thấy rất là mãn nguyện, vì giờ đây Chúa ở giữa dân được, và đó là cái điều mà Ngài đã kêu gọi dân chúng hãy biết tạ ơn, vì Thiên Chúa đã chọn cái dân này, dân cứng cổ này, cái dân thì rất là tội lỗi này để làm dân riêng của mình, và đã gói thương quý tụ họ lại để ở giữa họ. Còn Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto thì đi sâu vào cái thâm sâu của cái hồng ân Thiên Chúa. Ngài kêu gọi tất cả tín hữu hãy biết cảm ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho họ không còn thiếu một cái ơn gì. Quả thật, khi Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta thì chúng ta không còn thiếu một cái ơn gì, vì mọi ơn là xuất phát từ Đức Giêsu Kitô, từ cái tình yêu, từ cái quyền năng, từ cái công nghiệp tử nạn và phục sinh, từ Chúa Thánh Thần mà Ngài sai đến, từ Chúa Cha mà Ngài giới thiệu. Có Đức Giêsu Kitô là chúng ta không còn thiếu một cái gì nữa. Thế nhưng trong cuộc sống của chúng ta đón nhận tất cả những hồng ân đó mà chúng ta chưa biết cảm ơn Chúa. Và nếu cảm ơn Chúa thì phải như Salomon nói, cảm ơn Chúa có nghĩa là đem lời Chúa ra mà thi hành, đem luật Chúa ra mà giữ. Đó là cái cách cảm ơn chúng ta. Trong dịp đi Roma để nhận thức hiệu hồng y, tôi có rất là nhiều cái sự kiện muốn chia sẻ với anh chị em, nhưng tôi chỉ xin nói một điều mà thôi. Tôi may mắn trong dịp lễ này, nó cũng là vào cái thời kỳ công trị hồng y, cho nên các hồng y tham dự trình diễn rất đông, trên 100 vị, và cũng có nhiều giáo mục từ nơi khác đến dự. Nhưng hiện nay biết về Việt Nam thì họ đều đến bắt tay và chúc mừng tôi. Nhưng trong cái lời chúc mừng, thưa anh chị em, họ nói cái gì? Họ nói rằng chúng tôi vui mừng vì giáo hội Việt Nam là một cái giáo hội vững mạnh trong đức tin, là một giáo hội có nhiều thánh tử đạo, là một cái giáo hội trung thành, là một cái giáo hội đang phát triển, là một cái giáo hội có nhiều ân hội, vân vân và vân vân. Người muôn phương biết tất cả những hồng ân đó để tạ ơn Chúa đã nhắc nhở tôi, và để nói với tôi, để nói với anh chị em, chúng ta đang sống trong tràn ngập tình yêu của Chúa. Có thể nước chúng ta còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách, nhưng những điều đó bên cạnh những hồng ân Chúa tuôn đổ xuống, mà cái hồng ân lớn nhất cho anh chị em đó là hồng ân đức tin. Vô vàn những người khôn ngoan, thông thái, giàu có, quyền lực hơn chúng ta mà chưa đón nhận được đức tin, mà thiếu đức tin thì có thể nói là thiếu tất cả. Vì thế cho nên cùng với sự lễ này, chúng ta cảm ơn Chúa về rất là nhiều biến cố và sự kiện. Nhưng xin mỗi người hãy ý thức được rằng Chúa đã yêu thương chúng ta vô cùng, và chỉ có một cách để biểu lộ lòng biết ơn là hãy luôn luôn suy niệm lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, đem lời Chúa thi hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
khi nhìn lại những ngày tháng và những biến cố đã diễn ra, chúng ta nhận thấy tất cả đều là hồng ân của Chúa. Giờ đây, với niềm tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa, chúng ta hãy cảm tạ và xin lên Chúa những lời cầu xin. Giáo hội có sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi người, nhất là cho những người nghèo khó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Francisco, các Đức Giáo mục và các linh mục, cách riêng cho Đức Tân Hồng Y Pedro luôn được tràn đầy ân sủng, để nhờ lời giao giảng và nhờ chứng tá đời sống của các ngài mà nhiều người nhận biết Chúa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
hoàn ta khi chúng con